Preful. Ăn gỏi này luôn nha. Ăn luôn. Ê. Giá. Giá. Ê. Anh Quỷ gặp á? Anh Quỷ gặp em á? Alo. Ơ, từ lâu tự nhiên vẫn đi gọi cho em ấy. Dạ. Dạ. Thì chị hay anh nói chị hay? Có. Dạ. Để em nói Hoàng nha. Ok. À, bỏ con vô, bỏ con vô lên tụi đi. Đây, đưa điện thoại cho Hoàng, gặp Hoàng ấy. Đây. Nhưng mà bị chặt chị lại ơi. Chặt à? Để đi đổi. Alo. Đang đi đổi nhờ? Ừ. À, tôi đi kìa, tôi đi kìa. À, các bạn hỏi tôi đi nhiều lắm. Tôi đi. Chào các cô, các chú. Con chào các chú. Con là? Con là tôi đi. Tôi chơi. Tôi đi. Chợ ơi, em đi chợ. Em đi đi, chị vừa mới đi xong. Ờ, em đi nhá. Ờ. Đi, vô. Mua cho chị đi quả bơ. Ok, chị để em cho anh ít tiền. Có, ờ, đông cái tuổi của chị á. Cái tuổi ở sau lưng Nam ấy. Cái này của Dô mà. À, được rồi mà. Hả? Của Dô mà. Cho cô lấy ăn luôn nha. Nha. Ờ. Của Dô mà. Của Dô mà. Của Dô mà. Con đi. Cô hàng ơi, aki bích có lại cô đi. À, cô chú lý, cô chú lý. Bích tô lò, mà tơ. Cô dô mà, cô dô mà, cái này cô dô mà. Cất về cho dô chứ. Lúc sạc gì? Dô bên này à? Ừ. Dô à? Cô dô đồ lúc này à? Này, chia, chia. Dô. Dô nha. Lôi từng này thôi này. Nha. Lôi từng này nhá. Lôi từng này. Ra ra một cái cơ cơ lẻ. À đúng rồi, đưa cô lẻ cắt cho. Đưa cô lẻ cắt cho. Đây ăn ăn từng này đi. Đây là của Dô và Maggi nhá. À, ý Dô Ma. Dô Maggi nên đấy. À, nên đấy. Maggi nên nè. À nên Maggi có nè. Chứ. Mình có mẹ. À. Ô đừng. Lôi thương em lắm. Suốt ngày dô, suốt ngày dô thôi. Về nhà ông để mới biết là ông để thương em. Hay. Nên là ai về? Nên là ai nữa? Nên là ai? Bê bê. Bê bê chứ, hay sao lại nên đấy? Bê bê chứ. Nghe nghe. Nên nghe là ai? Nghe nghe. Nên là ai? Lê có chồng chứ nhỉ, em có chồng rồi. Nghe nghe. Tôi tin về là Sara vừa mới ngủ dậy đi chờ rồi. Nhận lôi làm cái gì? Của Dô. Nuốt ạ, nuốt đi, nuốt đi, nuốt đi. Nuốt đi, nuốt đi, nuốt đi. Maggi là em út. À, lôi là con đầu, xong rồi đến Dô, xong rồi đến Maggi. Ô phải cắt ra tiếp hồ. Ê con lê. Hả? Ai ai. Tôi lên à. Lên kìa. Đâu đâu tôi lên à. Lên kìa mày. Ai đây. Anh ngu. À nhìn camera, lại nhìn camera. Không phải, không phải đâu. Chủ quỷ đấy. Ê ý là sao gì. Đi rồi, đi rồi. Đi ra xem có phải chú Linh về nhà không. Nhìn camera nhưng mà không nhìn được. Mọi người hỏi câu mình câu gì mình tâm sự đó các bạn. Mọi người không hỏi mình không biết không...